Mít chứ hạt mít bà con ơi, để tôi nói chuyện mít chứ hạt mít bà con nghe. À, không phải đâu ai ăn mít cũng được và ai ăn hạt mít cũng được đâu. Mít là y tế ít, phải không? Y tế ít mờ ít mít sắc mít. À biết liền, ôi mít mà ông Khải nói chứ ông Khải. Nhưng mà có cái chuyện mà con có thể quên đó, bà con có thể không nhớ tới. Cho nên tôi nhắc lại, hâm lại, nói lại cho bà con à, chú ý. Nếu bà con ăn hạt mít đó, thì một ngày ăn chỉ 5 đến 6 hạt mít một ngày thì quá tốt cho sức khỏe. Ăn 5-6 hạt mít ngày quá tốt cho sức khỏe. Nhưng mà cũng quá xì hơi là nặng mùi. Xì hơi cái là tôi xa mít mít à, Bắc Trung Nam thì nghe hết tôi hôi rinh này, bà con chú ý dần đó nha. Chú ý. Nhưng mà nếu mà chúng ta ăn muối thì 4 đến 5 muối thôi là hết sức rồi. Đó là hết sức. Đó là người khỏe mạnh đó nha. Đã ăn 4 5 muối mà ăn từ 80 đến 100 gram thôi nha bà con. Chung không đâu à, chứ ăn nhiều đâu có được đâu bà con à, bởi vì là nè, mít là nó tăng cường tốt cho hệ miễn dịch nè, nó chống lại bệnh ung thư nè, à, hệ tiêu hóa nè, nó làm cho mắt và da tốt nữa. Tốt quá đúng không? Quá tốt luôn. Và nó làm cho năng lượng của người chúng ta cảm thấy dồi dào, à, huyết áp chúng ta ổn định, tin tưởng nha. Tim mạch mấy là mít nó trị dùng hết á. À không phải, à, tim mạch mấy thì bệnh viện tim ta chữa không hết á, bác sĩ chữa hết. Chứ mít chữa không hết. Ha, mít. Rồi ăn ở đây ăn cũng có nguy hiểm chứ đừng nói chi chữa nha bà con nha, bà con nha. Đó, à, nó có hại nè. Nó có hại là nó tăng đông máu đường huyết, à, tiểu đường, bà bầu, à, nó tăng hại cho bà bầu nữa, nó giảm giảm đi tình dục, yếu khi lần động, ta vận động, ta làm cái gì, ta cầm cái gì, ta nắm cái gì, ta rinh cái gì, ta khiêng cái gì, cảm thấy yếu xìu nha bà con, đó. Cho nên á là phải ăn, khi ăn á thì ta ăn sau bữa cơm 1 đến 2 giờ, nghĩa là ta ăn trưa 12 giờ rồi thì 2 giờ sau ta mới ăn, 2 giờ chiều chúng ta mới ăn, 12 giờ thì 14 giờ mới ăn. Chiều mà bắt đầu ăn cơm 17 giờ thì 2 giờ là 19 giờ chúng ta mới ăn. Đó, chứ ăn tầm bậy là bạn nó sẽ tai hại lắm nha bà con. Đó, cho nên là chúng ta ăn chỉ 3-4 muối mít là đủ thôi. Chứ không được ăn nhiều bà con ạ. À, ta không ăn. Không ăn những người mà có nhiễm mỡ nè. Là những người không ăn là gan có nhiễm mỡ nè. Tiểu đường nè, suy thận nè, mãn tính nè. Suy nhược cho sức khỏe, yếu cho sức khỏe nha bà con. Cho nên bà con chúng ta ăn uống là để giữ gìn sức khỏe, mà cứ ăn tùm lum tà la vô nó còn kẹt lắm. Người khỏe, người mạnh chỉ ăn từ 4 đến 5 muối là 80 đến 100 gram một ngày là được rồi. Bà con còn biết gì thêm mà cho tôi biết với. Chào, xin chào tạm biệt. Chúc bà con ta vui, trẻ, khỏe, đẹp. Nào, xin chào.